ត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់រយៈពេល12ឆ្នាំក៏ដូចជាត្រៀមខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2នៅក្នុងឋានៈទី12នេះគឺពួកគាត់ត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់រយៈពេល2ថ្ងៃនៃដំណើរការនៃការប្រឡងស្របពេលដែរក្រសួងអប់រំក៏បានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់ហើយមានការរឹតបន្តឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗថែមទៀតអញ្ចឹងទេចង់ដឹងលម្អិតអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងនៅព្រឹកមិញនេះសូមទ
năm môn môn khối năm môn môn mà thật mà chơi năm nay em thật thật ba em nâng giờ tới lỗ ơi khối sai em mở nhưng mà làm thay bên em phải lọn cho ba để tới lỗ tới khối sai em mới một nạp hiệp lời nhóm hay nâng nhưng mà thật ai ai qua khó bộc đó năm môn môn đánh em thật năm môn môn em thật lại chơi năm nay em thật thật cho làm bay quạt sau mềm nhóm ở đây em là ở trên mà là món thua bàn hay tầm rung này cá chính có ở sơ đồ mà này phải hài của chị nam này bờ sân chỉ của bạn đang có đây này và nhóm ở rừng không thang luôn anh thua bàn là ở nhóm không bị đau chị nam mà đang dẫn bờ sân chỉ là phải mấy cầu tua do tại không phần với ở vì sao tập hiệp chúng ta have việc sống khan là sao đại vì chỉ chấm hiền mua chỗ ta đòi này cột dương từ ngày mục tiêu bờ sân thì dương thua bàn là ở có việc chỉ credit mua chỉ hàng cao dương bạc cao dương đó là ở sầm nhạt về đại dương từ ngày mục tiền vì chui chờ một sống khan những cái cứ việc vì sầm lo sầm nhạt dương nhưng sầm ái chơi đang được tua ban vì hay của xe có miền mô thành mạng phía hay là o tam đang hay sống công và dương chỉ thôn thêm nữa đó là o sầm nhạt áp của sống công mà đi sầm ran từ mục tiền chẳng không là tập hợp hoặc năng nhom cất tha nhom thua ban từng ao bồ bây giờ của lòng cho tới thua là việc thang nghe xuống các nông ca riêng năng họ càng nghe ban phơ hay năng mũi tết dương miền mộc miền mò đại đài năng